Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến nhà của em Duy để quay giới thiệu chủ gì và các bạn số mai ha. Rồi dạ, chào Duy. Xin chào anh Tuấn, anh chào quý anh chị em mình trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là được có cơ hội đến với anh chị mình ha. Thì hôm nay thì em sẽ có một lô mai Tân Châu, mai tàng Tân Châu anh chị, khá là đẹp. Tay cành đều rất là đẹp anh chị ha. Đế cũng khá là đẹp thì em giới thiệu cho anh chị mình xem ha. Anh chị mà xem clip cảm thấy cây nào ưng ý hợp gu hợp nhãn với mình, anh chị mình liên hệ giúp em số điện thoại bên dưới màn hình nha anh chị ha. Thì bên em sẽ phục vụ cho anh chị mình ha. Rồi số điện thoại và số hotline bên em là 0939 nha anh chị, 779318, đồng thời cũng là số Zalo bên em luôn. Hình thức bên em là bao ship toàn quốc cho anh chị em mình luôn nha anh chị ơi. Không làm mất thời gian của chị mình nhiều ha. Em vào luôn cây số 1 anh chị ơi. Rồi, chiều cao. Chiều cao 1m3 nha anh chị. Rồi. Tán ngang mình gần 1m2 anh chị ơi. Rồi, vô hoành luôn ha. Rồi, hoành mình 15 anh chị ơi. Rồi, xay luôn. Mã số 1 hoành 15 nha anh chị. 15 hoành. Dán lông lất lượng nha anh chị, khá là đẹp ha. Tay cành là đầy đủ anh chị ha, đều luôn á. Đây, có cái củ anh chị ha, bộ đế cũng khá là đẹp. Đây là mã số 1 bên em nha anh chị. Rồi mã số 1 bên em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương ha, 900.000 bao ship toàn quốc cho anh chị em mình luôn anh chị ơi. Rồi xuống cây. Dạ rồi, em xin phép xuống cây lên mã kế tiếp ạ. Rồi mã số 2. Em này tặng tàn này tàn rộng ha, tàn xòi xe tròn. Rồi mã số 2 chiều cao là 90 nha anh chị ơi. Rồi, cái này thì hơi thấp xíu, tán ngang mình là cũng 1m1 nha anh chị. Rồi cái hoành ha, hoành em đo đây nha anh chị. Đo trên nó là nhiêu đây, trên đây ha, không có đo dưới. Dạ rồi, hoành em đo đây cho anh chị mình nha. Đó đó. À hoành đó đây là 22 nha. Rồi 22 rồi, khá là to luôn nha anh chị, khá là to tàn ha. Cái bầu cũng khá là to anh chị ha, tại vì cái hoành này to. Này thằng xe ha. Đây. Lông xe nè. Anh chị nào mình chơi muốn chơi chơi tàn thì chơi những cái mẫu như thế này anh chị ha. Đây là mã số 2 nha anh chị ơi. Mã số 2 hoành 22. Rồi quý vị nghe cái đế ha. Rồi, mã số 2 em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương nha, 1.200.000 anh chị ơi. Rồi, 1.200.000 cho mã số 2 nha. Rồi em xuống mã em lên mấy cái tiếp mã số 3 nha anh chị ơi. Okay. Rồi, số 3. Dạ rồi, cây bên em hôm nay to to nặng nặng không anh chị ha. Rồi, chiều cao luôn. Dạ rồi, chiều cao mã số 3 1m nha anh chị. Rồi, chẳng luôn ngang. Dạ rồi, tán ngang mình là 1m2 hơn xíu nha anh chị. Rồi rồi, hoành mình là 18 nha anh chị ơi. Rồi, xay xay 18 luôn. Mấy em đưa tính chị mình 18 thôi. Rồi, mã số 3 nha anh chị ơi. Đây dán lất lượng anh chị ha, có một cái lò xo một vòng ở dưới gần đế anh chị ha. Đấy, đế này đế nơm nha anh chị, đế nơm cũ không có nhưng mà có được cái bộ rễ nó khá là lực anh chị ha. Rồi, khá lực. Như đây em. Rồi mã số 3 giao lưu với anh chị mình trái yêu thương nha, 800.000 thôi anh chị ơi. Rồi, 800.000 bao ship cho mình luôn ạ. À. Dạ rồi, em xin phép anh chị em cho lên mã kế tiếp, mã số 4 nha anh chị. Số 4 lên luôn. Dạ. Dạ rồi, em lên mã số 4 nha anh chị. Rồi, chiều cao. Chiều cao mã số 4, dạ gần 1m4 anh chị ơi. Rồi, tán ngang. Tán ngang mình là gần 1m2. Rồi, hoành là 17.5, tính anh chị mình 17 nha anh chị ơi. Rồi, xay xay luôn. Đây. Cây này thì cao anh chị ha. Tàn cũng khá là rộng anh chị ha. Dán này là dán lất lượng anh chị ha. Bộ rễ thì mình được cái bộ rễ, cọng rễ rất là to nha anh chị. Đây, cọng rễ khá là to ha. Đấy. Rồi, mã số 4 em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương ha, 1 triệu đồng nha anh chị. 1 triệu đồng. Cây này nổ cũng nhiều lắm nha anh chị ơi. Mình có thể chơi chết tay được ha. Rồi. Tay được. Rồi ok. Ok. Em xin phép anh chị cho em lên mã cái tiếp mã số 5 ạ. À. Rồi, số 5. Rồi, cao luôn. Chiều cao là gần 1m1 nha anh chị. Rồi, tán ngang. Tán ngang mình là 94. Rồi, cây hoành luôn nha quý vị. Dạ. Hoành đây là 12.5, em tính anh chị mình 12 nha. Rồi, xay xay luôn. Đây. Rồi, đấy, dán lất lượng anh chị ha. Này có cái củ tròn tròn ha. Dạ. Đế cũng khá là nhiều ha anh chị ha. Rồi, mã số 5 em giao lưu với anh chị mình cũng giá rất là yêu thương nha, 500.000 thôi anh chị ơi. 500.000 bao ship cho mình luôn nha anh chị ha. Rồi, rồi em xin phép anh chị, em lên mã cái tiếp mã số 6 nha anh chị ơi. Số 6 lên luôn. Rồi, chiều cao. Em xin đo chiều cao nha. Chiều cao mình là gần 1m3. Tán ngang mình hơi nhỏ xíu anh chị ha, tán ngang mình khoảng tầm 96. Đây. Rồi, vô cái hoành luôn ha. Rồi, hoành thân là 16 nha anh chị. Rồi. Mã số 6, hoành 16.
quý vị ngắm nghía được thân thể cảnh ha. À, em xe cho anh chị mình xem ha. Đây, dáng rất là đẹp anh chị ha. Để luôn. Để có cái cụ ha. Cọng rễ rất là to nha anh chị, cọng rễ rất là to. Bá luôn. À, rồi, mã số 6 vô luôn với anh chị mình giá yêu thương ha, 600 ngàn anh chị ơi. 600 ngàn cho mã số 6 nha. Rồi, xuống anh, anh chị cho em lên mã cái tiếp, mã số 7 nha anh chị ơi. 7 lên luôn. Rồi, chiều cao. Dạ, chiều cao là 1 mét nha anh chị. Tán ngang. Tán ngang mình là 1 mét. Rồi. Rồi, hoành là 14 anh chị ơi. Hoành 14 nha anh chị ơi. Đây. Cây này khá là nhỏ nhưng mà ta cành khá là nhiều anh chị ha. Nụ rất là nhiều nha anh chị. Mấy cây mai Tân Châu này nụ rất là nhiều. Tại vì quý vị chơi cái, nếu mà mình chơi cái hình quạt đuôi cong cũng được nè. Đây. Mình cắt đây. Bỏ cái cành này bỏ nè. Đó. Rồi dựng cái gì. Cắt này bỏ quý vị. Cắt này bỏ chơi cái tàn xẹ bên kia giống như đuôi cong ha. Dạ rồi. Đây là mã số số 7 nha anh chị ơi. Mã số 7 hoành 14 nha anh chị. Rồi để luôn rồi quý vị. Đây mã số 7. Rồi em giao lưu với anh chị mình cái giá yêu thương ha, 600 ngàn cho mã số 7 nha anh chị ơi. 600 ngàn thôi ạ. À. Rồi em xin phép anh chị em rồi. Lên mã số 8 nha. Ok. Đây. Rồi tặng xe đẹp ha. Mã số 8 này khá là to anh chị ha. Tán rộng. Tán rộng lắm. Rồi chiều cao mình tầm 1m4 nha anh chị cho lên rồi. Ha. Tán ngang luôn. Rồi tán ngang mình tầm 1m4 luôn anh chị ơi. Rồi. Cái quan. Dạ rồi. Hoành là 18 nha anh chị. Rồi, 18 quan. Mã số 8 hoành 18 nha anh chị ơi. Rồi, tán rất rộng nha anh chị. Dáng thì cũng lất lượng rất là đẹp. Tay cành thì rất là nhiều. Nụ thì tròn do. Nụ thì tròn luôn anh chị ha. Dáng dáng này khá là đẹp anh chị ha. Có một cái củ đế cũng khá là to ha. Cọng rễ rất là to nha anh chị ơi. Ở tứ diện mặt hết ha. Rồi đây là mã số 8 nha anh chị, em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương ha, 1.1 triệu nha anh chị ơi. 1.1 triệu à. 1.1 triệu cho anh chị nha. Rồi. Bao ship luôn. Dạ rồi. Em xin phép anh chị cho em lên mã cái tiếp, mã số 9 nha anh chị. 9 lên luôn. Dạ. 9 này có cái mặt hoa ha. Mặt bông ha, cái này có, để anh chị mình có thể ngắm nghía được ha, test được ha. Rồi. Mã số 9 chiều cao là 98. Rồi, tán ngang. Tán ngang mình 93. Mã số 9 hoành là 11 rưỡi, em tính anh chị mình 11 nha. Rồi. Quanh 11 rồi em sẽ xây cho anh chị mình xem ha. Đây, mặt bông trời đẹp lắm nha anh chị, quá trời mặt bông rất là đẹp nha. Đây bông rất là đẹp nha anh chị. Nụ cũng rất là nhiều, nhiều cánh lá non rồi ha. Rồi 10 cánh ha. Mã số số 9 em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương nha, 500 ngàn thôi. Để đây bộ đế khá là dữ dội chị thấy không. Đây rất là nhiều. Rồi mã số 9 giao lưu với anh chị mình giá là 500 ngàn ha. Rồi em xin phép chị luôn. Em lên mã cái tiếp, mã số 10. Đây, số 10. Đây là tán hơi rộng ha, tán rộng. Lùn mà tán rộng. Chiều cao 1 mét nha anh chị ơi. Rồi rồi, tán ngang mình tầm hơn 1m1 nha anh chị. Rồi, cái hoành em nó ha. Rồi, hoành đây là 18 nha anh chị. Em đối với đây là bình hoành đây 18. Rồi. Vì nghĩ kỹ đường thân tay cành hả quý vị. Đường thân thì được cái là dán là có lò xo một vòng anh chị ha. Ở trên là lất lượng ha. Đuôi thì có lò xo một vòng uốn éo ha. Còn đầu thì lất lượng ha. Rồi đây là mã số 10 nha anh chị ơi. Bộ rễ cũng khá là đẹp để nơm ha. Rồi mã số 10 em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương nha, 900 ngàn anh chị ơi. 900 ngàn cho mã số 10 nha anh chị. Dạ rồi em xin phép anh chị em lên mã kế tiếp, mã số 11 ạ. Rồi, số 11. Rồi, khá là nặng anh chị ơi. Mấy cái này khá là nặng á, em ghi đốt mồ hôi luôn đấy. Mặt hoa luôn rồi. Rồi, mã số 11. Chiều cao 1m2 anh chị ơi. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang mình là tầm 1m3 ạ. Rồi, quạnh đây là 20 rưỡi. Em tính anh chị mình 20 nha. Rồi, quạnh này 20 thôi nha anh chị. Khá là to nha anh chị, quạnh khá là to luôn. Đây anh chị mình xem dáng ha, tay cành nè, thân ha anh chị ha. Dựng cái gì. Rồi đây em dựng cho anh chị mình xem ha. Có những cái nụ cũng hở rồi ha, hé môi rồi đó. Môi. Hé môi rồi à, cười mỉm chi rồi ha anh chị thấy không. Đây khá là đẹp nha anh chị, mặt bông khá là đẹp đấy. Nụ cũng khá là nhiều nha anh chị ơi, mấy cái nụ này rất là to. Đây, đây là mã số 11 nha anh chị.
Rồi mã số 11 em giao lưu với anh chị mình có giá rất là yêu thương ha. Giá là 1 triệu nha, 1 triệu 100 ngàn nha, 1 triệu mốt đó nha anh chị. 1 triệu 100 ngàn cho mã số 11 nha anh chị. Rồi xuống cây. Em xin phép anh chị em lên mã kế tiếp, mã số 12 ạ. 12, lên luôn. Đây. Rồi, chiều cao. Chiều cao mình là hơn 1m1 anh chị ơi. Rồi, tán ngang. Tán ngang mình là gần 1m. Rồi. Rồi, em đo cho anh chị mình xem hoành ha. Hoành là ở đây là 10, 15 nha anh chị. Rồi, 15 hoành. Mã số 12, hoành 15 anh chị ơi. Hoành 15. Đây. Đó. Chị mình ngắm nghía từng dàn thân tay cạnh giúp em ha. Để luôn đây. Rồi, mã số 12 em giao lưu với anh chị mình cái giá yêu thương ha, 700 ngàn thôi anh chị ơi. 700 ngàn cho mã số 12. Rồi, dạ rồi. Okay. Em xin phép lên mã kế tiếp, mã số 13. 13, lên luôn. Mã số 13 chiều cao 1m2 nha anh chị. Rồi, tán ngang. Tán ngang mình tầm gần 1m2. Rồi, hoành luôn. Dạ, hoành là mình 15 nha anh chị ơi. Rồi, 15 hoành. Hoành 15. Em xoay xoay cho anh chị mình xem nha. Tay cành thì phân bố tứ diện ha, rất là to ha. Có nụ đồ cũng rất là nhiều, nụ xanh đồ cũng mập hết rồi anh chị ha. Búp búp rồi. Đây. Cọng rễ thì khá là to nha anh chị. Cọng rễ của cây 13 này cũng khá là to nha. Rồi, mã số 13 em giao lưu với anh chị mình cái giá yêu thương nha. 900 ngàn anh chị ơi. 900 ngàn cho mã số 13 nha anh chị. Dạ. Xuống cây. Dạ rồi, em xin phép em lên mã kế tiếp, mã số 14 anh chị ơi. 14, lên luôn. Hôm nay khá là mệt vậy, cây khá là nặng. Chiều cao mã số 14 là 96 nha anh chị. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang mình là cũng 96 luôn. Hoành là 13 nha anh chị. Hoành mã số 14 này là 13. Hoành 13. Này gì nữa đâu, quý vị sửa thành cái dáng bye bye được nè. Dáng này nó hơi bye bye, theo như anh Tứ nói thì nó hơi bye bye anh chị thấy không? Đây. Đấy. Mã số 14 nha anh chị. Để luôn, cộng to ha. Rồi em giao lưu với anh chị mã số 14 là giá yêu thương ha, 700 ngàn thôi anh chị ơi. 700 ngàn cho mã 14 em bao ship cho anh chị mình toàn quốc nha. Dạ rồi, em xin phép lên mã kế tiếp ạ, mã số 15. Xuống cây. Đây, mã số 15 anh chị ha. 15. Chiều cao mình là 93. Tán ngang mình là 1m. Hoành mình là 13 nha anh chị. Rồi, mã số 15 hoành 13 ạ. Luôn. Đây. À, khá kỹ nha. À, đường thân rồi tay cành á. Đặt một cái góc máy cũng rất là lâu cho vì nghĩ kỹ ha. Đây, khá là đẹp anh chị ha. Rồi anh chị mình ngắm nghía giùm em xem bộ đế ha. Đó, mình ngắm từ trên xuống ha anh chị ha. Đây. Rồi mã số 15 em giao lưu với anh chị mình giá cũng rất là yêu thương nha anh chị ơi. 700 ngàn thôi anh chị ơi. 700 ngàn. 700. Xuống cái. Em lên mã kế tiếp, mã số 16 anh chị ơi. Rồi, lên luôn. Đây, mã số 16. Rồi, chiều cao. Chiều cao nha anh chị. Chiều cao mình là 1m1 anh chị ơi. Rồi, tán ngang. Dạ, tán ngang mình là 1m nha anh chị. Rồi, hoành mình là 16,5, em tính anh chị mình 16 nha. Rồi. Mã số 16, hoành 16 luôn. Dạ rồi. Ủa gì nghĩ cái tàn như cái gì? Tàn này cũng đều ha. Đây. Khá là đều anh chị ha. Rồi, xuống đế luôn đây. Đế cũng khá quá nè. Đế này nó có hình cái hộp sò, hộp xoài giống như hộp xoài anh chị ha. Nên cái bầu nó được làm theo cái kiểu là đế, không có đế, tròn. Theo đế nó luôn. Rồi. Mã số số 16 em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương nha. 800 ngàn thôi anh chị ơi. Rồi, 800. Dạ rồi, em xin phép xuống cây em lên mã kế tiếp, mã 17 nha anh chị. Rồi, lên luôn. Rồi, mã số 17. Cao luôn. Chiều cao là 1m, gần 1m1 anh chị ơi. Rồi. Tán ngang mình là gần 1m. Rồi, hoành luôn. Hoành mình đây là 13,5, em tính chị mình 13 nha. Đây, hoành 13 nha anh chị ơi. Mã số 17, hoành 13. Đây. Rồi, mã số 17 em giao lưu với anh chị mình cái giá yêu thương nha, 500 ngàn thôi anh chị ơi. Rồi. 500 ngàn em bao ship cho anh chị mình luôn ha. 500. Dạ rồi, em xin lên mã kế tiếp, mã số 18 nha anh chị ơi. Lắc này đang đẹp anh
Rồi, xuống cây. Rồi, lên 18 luôn. Rồi, mã số 18 nha anh chị. Này, mã số 18. Cái này khá là cao anh chị ha. Chiều cao mình gần 1m4 nha anh chị. Rồi, tán ngang luôn. Rồi, tán ngang mình là hơn 1m2 xíu anh chị ha. Rồi, quanh. Quanh. Rồi, quảnh này là 16 rưỡi, em tính anh chị mình 16 thôi nha. Rồi, xoay xoay luôn. Quý vị nhớ kỹ nha. Quảnh 16 thôi nha. Tay cành đường thân. Quảnh 16, mã số 18 nha anh chị. Rồi, xoay xoay luôn. Rồi, mã này em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương ha. 1 triệu đồng cho mã số 18 nha anh chị. 1 triệu đồng cho mã số 18 ạ. Dạ rồi, em xin phép lên mã kế tiếp ha. Rồi. Mã số 19 okay. Nha anh chị. Rồi, em xin phép lên mã kế tiếp mã số 19. Rồi, 19 lên luôn. Rồi, chiều cao. Chiều cao là gần 1m3 nha anh chị ơi. Rồi, tán ngang luôn. Tán ngang mình là 90. Quanh là 17 nha anh chị. Rồi, 17 quanh. Đây, mã này mã số 19 nha anh chị ơi. Rồi, mã này em giao lưu với anh chị mình giá là 800 nha. 800 ngàn nha anh chị ơi. 800 ngàn cho mã số 17. Số 19 chứ, em xin lỗi. Đây. Rồi, mã số 19 em giao lưu là giá 800 nha anh chị ơi. Dạ rồi, xuống cây. Dạ, em xin tiếp bên em ạ. Dạ rồi, mã cái tiếp bên em nha anh chị. Mã số 20. Cao luôn. Chiều cao anh chị ơi. Chiều cao mình là 1m3 nha anh chị. Tán ngang mình là 1m4 anh chị ơi. Rồi. Wow, cái quành này khá là to anh chị ha. Tàn cũng to nữa. Quành khá là tròn. To. Quành này là 20 nha anh chị, 20 rồi. Tròn nha. Wow, 20. Khá là to. Tàn tròn luôn ha, quành 20. Đây đọc cái này khá là đẹp nha anh chị. Đường thân khá là đẹp, lắc lượng. Mã số 20 nha anh chị. Vậy nghe kỹ nha. Rồi. Mã số 20 em xin giao lưu với anh chị mình giá yêu thương nha. 1 triệu 400 ngàn nha anh chị. 1 triệu 400 ngàn để cho mã số 20 nha. Đế đều quá nè ha. À, đế cũng đều, hoành khá là to, hoành to, tàn đều anh chị ha. Dáng lất lượng, khá là đẹp anh chị ha. Rồi, giao lưu với anh chị mình giá là 1 triệu tư nha anh chị ơi. Xuống cây. Rồi, em xin phép lên mã cái tiếp mã số 21 nha anh chị. Rồi, 21 lên luôn. Dạ rồi, mã 21 bên em. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 1 mét, hơn 1 mét 2 nha anh chị. Tán ngang mình là hơn 1m2 luôn. Rồi. Quanh luôn. Quanh này cũng bự ạ. Rồi, quanh này là 19 nha anh chị, 19 rồi. Rưỡi tính chị 19 thôi. 19 quanh. Yeah. Cái này đúng là dáng long luôn á anh chị, khá là đẹp luôn á. Ôi tròn cực kỳ đẹp ha. Tay cành đều nè ha. Tay cành này bẻ tứ diện hết trơn nè quý vị. Thân này là lất lượng đúng đẹp luôn anh chị ơi. Đẹp lắm. Quanh cũng to nha anh chị, cổ cũng khá là to, cộng rễ là khá là lực ha. Để cái cũ chà bá luôn ha. Hoa mã số 21 nha anh chị. Để đều. Rồi, mã này em giao lưu với anh chị mình giá là 1 triệu 2 nha anh chị. 1 triệu 2 cho mã số 21 nha. 1 triệu 200 ngàn ạ. Rồi, xuống cây. Quành 19 nha anh chị. Rồi, em xin phép anh chị em lên mã cái tiếp mã số 22. Rồi, lên luôn. Đây, cái này dễ thương nè anh chị ơi. Mini dễ thương nè. À, khá là đẹp nha anh chị. Cái này đẹp lắm. Rồi, chiều cao là 65 thôi. Rồi, tán ngang luôn. Rồi, tán ngang mình là 90 nha anh chị. Đây, cây này rất là gọn gọn, gọn rất là duyên anh chị ơi. Quành là 9 rưỡi nha anh chị ơi, tính anh chị mình 9 thôi nha. Quành là 9 thôi, mã số 22. Đây, cây này nụ hoa rồi đầy đủ anh chị ha, nụ chứ, nụ nhiều. Đế nè. Đây. Đế cũng hay hay nè. Khá là nghệ thuật anh chị ha. Rồi, mã số 22 giao lưu với anh chị mình giá yêu thương nha. 500 ngàn thôi chị ơi. Dạ. 500 ngàn cho mã 22 ha. Rồi, xuống cây. Dạ rồi. Em xin phép anh chị cho em lên mã kế tiếp mã số 23. Rồi, 23, lên luôn. Đây, mã 23 nha anh chị. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 1m3 nha anh chị. Rồi, tán ngang. Tán ngang mình là gần 1m2, m2 chứ. M2 gần 1m2, gần miếng xíu nữa tới rồi. Tính m2 luôn. Tính m2 đi ha. Cái này thôi em đo quảnh vào đây nha anh chị ơi. Tại đây nó dính rồi. Anh chị thông cảm giúp em nha. Rồi, quảnh vào đây là 15. Rồi, đây lúc ngoài luôn 15. Lúc ngoài đây nha anh chị, 15. Rồi. Cái này có cái cũ khá là to nha anh chị. Ở trong mình thấy cái cậy cũng gần cái cổ rễ quý vị cũng bự lắm á. Dạ. Tay cành gì phía trước ha, đều ha. Cái này được có cái cọng rễ nó khá là lực lượng lắm anh chị ơi, lực lắm. Đây,
Nó uống qua bên cái thân luôn ha. Để em quay cho anh chị xem ha. Đó. Cái gì nghe kỹ cụ đế ha. Nó. Tiếp tôi nghe. Đây, quay vòng nữa ha. Bự ha. Nở bự nè. Đó. Rồi mã số 23 anh em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương ha, 1,2 triệu luôn nha anh chị ơi. 1,2 triệu cho mã 23 nha. Rồi. Dạ rồi, em xin phép xuống cây lên mã cái tiếp mã số 24. 24 lên luôn. 24 đây. Wow, 24 khá là to nè. Cái bầu khá là to bằng với cái mặt bàn quay luôn. Nặng lắm nha anh chị. Rồi, chiều cao. Chiều cao mã 24, 1m3 anh chị ơi. Dạ, tán ngang mình là 1m1 nha anh chị. Tán ngang mình 1m1. Rồi, vô cái vành em nói luôn ha. Vành là 18 chẳng anh chị ơi. Rồi, xoay xoay luôn. Vậy 18 nha. Tàn ha. Đây. Nụ cũng khá là nhiều nha anh chị. Thì những cái cây này nụ này có thể chơi được tới tay mình nha anh chị. Nếu mình chị mình muốn ngắm mặt bông thì có thể là tới tay. Em nghĩ là vậy anh chị ha. Tay em có thể chơi được rồi đó. Tách mình thì không kịp đâu ha anh chị ha. Để sớm. Đế thì khá là đẹp để bàn anh chị ơi. Đế công to ha. Công to. Ở trên này có gì. Rồi mã số 24 này em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương nha. Giá là 1,1 triệu anh chị ơi. 1,1 triệu cho mã số 24 ha. Đế đều ở trên ha. Đây. 1,1 triệu. Quành bự đế đều nè. Đế này đặt ở trên luôn nè. Mặt nào cũng có nha anh chị ha. Bích trên. Mặt đế thì mặt nào cũng có luôn. Rồi à. Em xin phép xuống cây em lên mã cái tiếp mã số 25, mã số cuối bên em nha. Rồi cuối clip ha. Rồi lên luôn. Đây, wow. Cái này khá là đẹp ha anh chị ha. Rồi chiều cao. Chiều cao là 1m2. Tán ngang. Rộng ha. Tán ngang này là gần 1m3, hơn 1m3 nha anh chị. Rồi, tầm 1m3 nha. 1m3 đi. À, hoành thì cũng khá là gọn thôi. Hoành này là 15,5, em tính anh chị mình 15 nha. Rồi 15 hoành. Cây này là tàn là đẹp lắm nè anh chị ơi. Tàn đẹp lắm nè. Đấy. Nụ của những cái giống cây mai này thì khá là nhiều anh chị ha. Khá là nhiều. Cái này ở đây thì cái nhánh nó bị em cắt nha anh chị ha. Bị sao đục thân rồi đó ha. À, cắt. Không sao hết, yên tâm anh chị ha. Không sao. Trồng sung là mốt bắn ra nhiều nữa. Bắn ra tay cành nhiều hơn nữa. Này, cái này có được cái thân ở đây có cái cổ hơi lạ ha. Đây. Rồi, giao lưu như đen. Rồi, mã số cuối bên em giao lưu với anh chị mình giá yêu thương ha. 900 ngàn thôi chị ơi. 900 ngàn. Dạ rồi, xin cuối clip và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị mình đã bỏ thời gian theo dõi clip bên em ha. Cũng cảm ơn Tướng rất là nhiều ha. Thì anh chị mình xem clip cảm thấy cây nào ưng ý á, cứ liên hệ số điện thoại em để bên trên màn hình ha. Số điện thoại là 0939779318 nha anh chị. Đồng thời cũng là số Zalo bên em luôn. Hình thức bên em là em xin nhắc lại là bao ship toàn quốc cho anh chị em nha. Thì trong quá trình mà 2 tháng anh chị mình em bao sắm cho chị mình, trong quá trình 2 tháng, trong 2 tháng đó anh chị mình chăm sóc cây như thế nào có thể gọi liên hệ bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị mình nha, miễn phí tất cả hết. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mình trong những clip gần nhất ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ơi.